Xin chào quý bà con, xin chào các bác và các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái tính toán tổng thể, xem là làm một cái công trình tranh hoành tráng, không phải là quá hoành tráng nhưng mà làm một công trình tranh lớn cho cả một cái ngôi nhà thì hết bao nhiêu tiền, để từ đó mà chúng ta có những tính toán chi tiêu cho nó hợp lý, cũng như là an tâm rằng làm tranh 3D là một trong những chi phí tiết kiệm và hiệu quả nhất khi chúng ta xây nhà hoặc là sửa nhà nhé. Thì đầu tiên để chúng ta biết được là chúng ta cần phải chi tiêu ra bao nhiêu tiền thì chúng ta cần phải biết là cái diện tích tranh chúng ta sẽ làm như nào. Thì đối với một cái công trình tranh tiêu chuẩn ở trong đây, trong cái công trình mà tôi demo cho các bác và các bạn này, thì chúng ta sẽ nói đến là một cái ngôi nhà 2 lầu rộng rãi, có 2 tầng cần phải thi công tranh và có thể thêm một cái phòng thờ nữa. Thì đi từ phía ngoài cửa vào trong thì chúng ta sẽ có 2 bức tranh ở 2 bên hiên nhà, đúng không? Một bức tranh chính ở trong phòng khách và cái khu vực mà bàn uống nước ấy, nó sẽ bao phủ cái không gian của bàn uống nước, và đối diện với nó là 2 bức tranh đứng chẳng hạn. Có thể là một bức tranh có kích thước tương tự với bức tranh kia, hoặc là chúng ta làm 2 bức tranh đứng thì nó cũng cũng khá là hay. Thì mình chọn cái giải pháp là 2 bức tranh đứng tiêu chuẩn nhé. Trong phòng ăn thì chúng ta cũng cần có một bức. Đi lên lầu thì cái tường mà cái trước nghỉ cầu thang đấy thì chúng ta cũng có một bức, và đi hết cầu thang lên đối diện cái phía trên cầu thang đấy thì chúng ta cũng có một bức. Chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, thì mỗi phòng ngủ chúng ta đều làm tranh. Thì tất nhiên đấy là tranh phòng ngủ đấy thì các bác và các bạn có thể chọn làm hoặc không làm, hoặc là làm trước hoặc làm sau, cũng như làm phun tường hoặc là làm những bức tranh nhỏ trong các ô âm tường. Thì tôi lấy cái kích thước như này thì nó khá là tiêu chuẩn thôi, để dễ tính toán và cũng là những kích thước khá là đẹp. Thì 2 bức tranh ngoài cửa thì chúng ta làm những bức tranh cao 1m8 và rộng 1m, hoặc là 90 phân cũng được. Bức tranh trong phòng khách, bức tranh chính ấy, thì cao 1m8 và rộng 2m8. 2 bức tranh đối diện cũng cao 1m8 và rộng 1m. Này, chúng ta tính cả cái phần mà chúng ta ốp cái khung bao vào nhé. Bức tranh trong phòng ăn cao 1m6 và rộng 2m2 chẳng hạn. 2 bức tranh cầu thang cũng cao 1m8 và rộng 1m. Thì đây tôi đều tính cái kích thước khổ bì bên ngoài đó. Thì tùy theo gia đình, có những gia đình để nguyên, hoặc có những gia đình người ta có điều kiện người ta ốp gỗ vào. Thì tí tí nữa tôi sẽ tính sơ bộ cái khung gỗ luôn. Thì trong phòng ngủ đấy thì giả sử như là trường hợp mà chúng ta ở thành phố đất nó không rộng quá thì chúng ta sẽ làm cái không gian bức tường phòng ngủ từ cái phần lót gạch lên đến phun trần để kéo rộng cái không gian ra cho nó thoải mái nhé. Vì tôi thấy nhiều nhà làm những cái trang trí trong trong cái phòng ngủ rất là phí, trong khi đó cái không gian của nó không được mở ra. Lòng nhà chúng ta thường nhỏ hơn 5 mét, 4 mét mấy, mà chúng ta tận dụng cái không gian đó chúng ta làm tranh nên nó sẽ rất đẹp và rẻ, cái chi phí cũng không 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 cao. Như lát nữa chúng tôi sẽ tổng kết cho các bác và các bạn luôn. Thì các cái bức tranh ấy thì nội dung mỗi một người sẽ có những cái lựa chọn khác nhau theo cái tính cách cũng như theo cái phong thủy của chúng ta. Chúng ta sẽ lựa những bức tranh chẳng hạn những bức tranh con đường hoặc những bức tranh cây cầu ở phía ngoài cửa. Ở trong phòng ăn ấy thì chúng ta lựa chọn những bức tranh chạm nó sang trọng hơn một chút. 2 bức tranh đứng có thể là 2 bức tranh bình hoa, hoặc 2 bức tranh phong cảnh. Bức tranh ngang ấy thì chúng ta có thể có rất nhiều lựa chọn, có người thích tranh mã đáo, có người thích tranh sơn thủy, tranh phong thủy đấy theo mệnh của mình, có người thích tranh ngọc, và cũng có rất nhiều người chọn cái tranh làng quê. Mình rất là có hào cảm với những cái gia chủ ấy, mà người ta làm cái bức tranh chính, bức tranh trước phòng khách ấy, là một cái bức tranh làng quê. Đó là cái tình cảm khi họ đã công thành danh toại, họ nhớ về quê hương. Đấy cũng là một cách hay để chúng ta thể hiện cái tình cảm với quê nhà của mình. Thì tất nhiên là mỗi người một ý, và chúng ta lựa chọn tranh ấy, đối với bức tranh mà phòng khách chính ấy, thì nó còn liên quan đến cái nội thất, cái tông màu của bộ bàn ghế, cái kích cỡ tông màu của bộ bàn ghế cũng như là các đồ gỗ xung quanh, chứ không phải là chỉ có là chúng ta lựa tranh theo nội dung chúng ta thích nữa. Chúng ta cần kết hợp những điều đó lại. Bức tranh trong phòng ăn ấy thì
nó không cần phải to như là bức tranh chính trong phòng khách. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì phòng ăn của chúng ta ấy, thường là một cái không gian nhỏ khoảng 15 cho đến 20, 25 mét vuông là cùng. Với một cái không gian nhỏ như vậy thì một cái bức tranh tầm 3 4 mét. Ở đây tôi lấy cái ví dụ là cao 1m6 và rộng 2m2 là kích thước khoảng tầm 3m rưỡi. Là một cái bức tranh nó đã mở đủ cái không gian kín ở trong phòng ăn rồi. Thông thường phòng ăn của chúng ta ấy ở phía sau cầu thang đúng không? Thì là một cái không gian nó khá là kín, nhìn ra ngoài nó khá là xa và nhìn vào trong thì bốn xung quanh là tường nó vây lại và bên kia là cầu thang. Thì chúng ta mở ra một cái không gian như vậy nó đủ rộng để cho chúng ta có thể cảm giác nó thoải mái hơn khi ngồi trong phòng ăn. Thế còn cái nội dung đấy thì cái tranh làng quê như tôi nói vừa nãy đấy cũng có thể đặt trong phòng ăn, rất là đẹp và nó ấm áp. Cái thứ hai đấy là chúng ta chọn những cái bức tranh mà nó có cái hình ảnh hoa cỏ, nó có không gian nó rộng rãi mát mẻ, có cây có hoa để nó cảm giác thơm mát sạch sẽ nó sẽ tràn đến. Thế còn trong phòng ngủ ấy thì đối với trẻ con thì những cái bức tranh biển hoặc những bức tranh mang tính chất là nó hoạt hình một chút, nó kiểu như kiểu là trong phim hoạt hình của các cháu đấy, các nhân vật hoạt hình, hoặc là những cái bức tranh biển trên đại dương nó mang ý nghĩa giáo dục, cũng như là mình có thể mượn vào câu chuyện đó để mà có thể là chỉ bảo cho các cháu những cái điều nó chưa biết đấy. Thế còn cái bức tranh cầu thang ấy thì tùy theo chúng ta lựa làm cầu thang đứng hoặc là cầu thang ngang, tranh cầu thang đứng hoặc tranh cầu thang ngang. Thì tôi đưa ra đây là cao 1m8, rộng 1m thì là cầu thang đứng. Thì chúng ta có thể chọn tranh bình hoa hoặc là chọn những cái tranh nó có không gian một chút, có chiều sâu một chút, tùy theo các bác và các bạn chúng ta thích cái kiểu gì thì chúng ta có thể để vào. Thì tất nhiên là lựa chọn thì nếu cái phần nào đấy chúng ta tự tin thì chúng ta cứ lựa chọn, còn phần nào mà chúng ta không thấy tự tin thì chúng ta hỏi ý kiến người khác. Thế còn tranh trong phòng ngủ nó có cái ý nghĩa là cải tạo không gian rất là mạnh mẽ đấy. Một bức tranh phòng ngủ thông thường ấy thì chúng ta ốp tường bây giờ nó rất là cao khoảng tầm 3m2, 3m3 trở lên trần nhà đấy, thì chúng ta sẽ ốp lên tầm 60 phân hoặc là 80 phân, xong từ đó hát lên đến trần kéo ra khoảng 4m. Thì đâu đó một bức tranh phòng ngủ nó khoảng tầm 12m2, ba bức tranh phòng ngủ khoảng tầm 36m2, đấy là mình tính gần như là full rồi đấy. Có thể lớn hơn, có thể nhỏ hơn một chút. Thì những bức tranh phòng ngủ thì chúng ta nên chọn những bức tranh nó có không gian thoáng một chút. Còn nội dung thì tùy theo các bạn, có thể chọn tranh biển cũng được, hoặc là có thể chọn những bức tranh dạng như là dây leo, hoa leo, hoa hồng leo cho nó. Tranh hoa hồng leo thì nó rất là đẹp, nhưng mà các bạn nên chú ý là cái phòng nào đó bề ngang nó khá là rộng, khoảng tầm 5 mét trở ra ấy, thì chúng ta nên hãng nào. Thế còn nếu mà phòng nào bề ngang nó không được rộng quá ấy, thì chúng ta nên chọn những bức tranh cũng có hoa hồng leo, nhưng mà chúng ta nên lồng vào một cái khung mà nó có cảnh biển cả, hoặc là những cái view phong cảnh đấy, để nó mở không gian của chúng ta ra đấy. Thế còn tranh trần ấy thì có những người họ rất là khoái làm ở khắp nơi. Ở đây mình chỉ khuyến khích ấy, làm ở phòng khách chính. Tất nhiên là chúng ta có thể làm tùy thích nha. Nhiều người có thể dán tất cả các phòng ngủ thì tùy thôi. Nhưng mà trong phòng ngủ theo mình, một bức tranh rộng full một bức tường là lý tưởng nhất. Còn nếu không ấy, trong phòng ngủ chúng ta có những cái ô mà nó bằng ô tranh phòng ăn cũng là quá tuyệt hảo rồi. Làm như thế thì rất là tiện, vì là những cái ô đó nó trở thành những cái hộc, chúng ta có thể để những cái đồ nhỏ nhỏ. Để trong phòng ngủ chúng ta có rất nhiều những cái đồ nhỏ nhỏ chúng ta cần phải để vào. Thì làm một cái ô tranh mà cao 1m6 hoặc 1m rưỡi mà rộng ra còn tầm trên 2m là ok rồi. Thì không gian phòng ngủ chúng ta nó thường là nhỏ. Thế còn tùy theo mỗi gia đình, mỗi thiết kế nó mỗi khác nhau đấy. Nếu chúng ta làm những hộc như vậy thì một bức tranh phòng ngủ nó chỉ chừng 3-4m2 thôi, nó cũng thể hiện được rất nhiều điều, vừa là thay đổi không gian màu sắc, vừa cải tạo được không gian màu sắc, nó đỡ boring đi, nó nhìn nó tình tứ lãng mạn hơn, đẹp hơn đấy. Thì tùy tất nhiên là tôi sẽ tính cái mức độ cao nhất nhá. Mình tính như vậy là đến hai bức ngoài này, ba bức phòng khách, một bức phòng ăn này, hai bức cầu thang,
3 phòng ngủ khoảng 9-10 bức tranh như vậy, thì tổng diện tích sơ bộ khoảng tầm 55 mét vuông. Mà nếu mà chúng ta có phòng thờ hoặc là nếu chúng ta làm trên trần thì nó sẽ du di khoảng tầm 10 mét vuông, hơn 10 mét vuông nữa. Như vậy khoảng tầm 65 mét vuông, nó sẽ thay đổi từ 55 mét vuông đến 65 mét vuông, tùy theo kích thước của mỗi hộ gia đình. Cái mảnh đất của mỗi người nó sẽ thay đổi đi ít nhiều, nó không phải lúc nào cũng chuẩn như này nữa. Nhưng cái quan trọng là gì? Là tôi muốn đưa ra một cái gói báo cáo gọi là tài chính sơ bộ, những cái thứ mà chúng ta phải chi. Với chất lượng tranh từ bình thường, chuẩn cao cấp đấy, và có thể là rất là cao cấp, thì chúng ta phải chi ra bao nhiêu tiền. Tranh Hàn Quốc bây giờ nó rất là rẻ, có 160.000 một mét vuông. Đấy, với một công trình to như này, nó khoảng tầm 160.000 một mét vuông. Thì từ 5 năm đến 6 năm, vậy tôi lấy 60 đi, chúng ta nhân lên thì nó sẽ ra khoảng tầm 9,6 triệu. Với tranh UV các loại thì đây nói lại phẳng nhé, tôi lấy một cái giá trung bình khoảng tầm 250.000 một mét vuông. Vào cái thời điểm này khoảng tháng 3 năm 2023 thì nó mất khoảng 15 triệu đấy. Tranh bình dân là 9,6 triệu nhá, tranh cao cấp là khoảng 15 triệu nhá. Đấy, thế còn đối với dòng tranh UV nổi thì chúng ta chỉ nên làm trong phòng khách thôi. Đấy, trong phòng ngủ nếu mà chúng ta làm những tranh công phụng ấy, thì chúng ta làm tranh UV nổi cũng rất là đẹp nhá. Tranh rồng công phụng chúng ta làm tranh UV nổi rất là đẹp, tranh mã đáo, tranh rồng rắn, nó tóm lại những con linh vật là chúng ta làm tranh UV nổi rất là đẹp. Nếu chúng ta làm như thế đấy, thì cái chi phí của một mét vuông nó dao động khoảng tầm hơn 400.000 cho một mét vuông tranh. Nếu mà in mức độ nổi đẹp đó thì nó sẽ thêm khoảng tầm cộng trừ khoảng tầm 5 triệu nữa thôi. Và như vậy phun một cái công trình tranh cho một cái ngôi nhà lớn khoảng 100 mét vuông xây dựng với khoảng tầm 10 mét 10 bức tranh, hơn 10 bức tranh một chút, thì chi phí từ thấp nhất nó khoảng tầm 10 triệu, 9,6 triệu, đến tầm cao nhất nó khoảng tầm 20 triệu. Nó là một cái chi phí có thể nói là một trong những chi phí nhỏ nhất trong cái việc mà chúng ta xây dựng một ngôi nhà. Đấy, thì không thể nào mà có một cái dự đoán nó quá chính xác được, nhưng mà ở đây đấy là tôi đã với cái mức giá 250.000 một mét vuông đối với các loại tranh UV, nó đã khá cao cấp rồi, chất lượng UV phủ bóng bây giờ rất là cao, và nếu chúng ta làm số lượng nhiều như này thì mức giá nó chỉ tầm như vậy thôi. Tranh UV phủ bóng nó có chất lượng hình ảnh nó tương đương với lại tranh gạch men, tranh kính, và không cắt ghép, không giới hạn kích thước nhá. Các bác và các bạn cứ yên tâm làm, chúng ta làm 5, 7 năm, 10 năm chúng ta thay tranh vẫn được, không bao giờ thay đổi chất lượng. Thì một cái gọi là nhìn sơ bộ, một cái tính toán theo cái kinh nghiệm của chúng tôi làm tranh suốt gần 10 năm, thì hy vọng giúp được các bác và các bạn có cái hoạch tính nó đơn giản hơn phần nào đấy, giúp chúng ta an tâm hơn khi chúng ta tính toán các cái chi phí sửa nhà, xây nhà cho nó hiệu quả. Thì nếu mà có cái phần nào mà nó chưa được như ý thì các bác và các bạn phản hồi vào phía dưới video nhé. Xin cảm ơn đã theo dõi và xin chào tạm biệt.